chấn động, tiên tri tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, đúng tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, thần tài rót lộc vào nhà, làm ăn trúng lớn, tiền bạc phủ phê, giàu sang đến già. Quý khán giả thân mến, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, mang trong mình mệnh hỏa, phúc đăng hỏa, ý nghĩa là ngọn đèn dầu với ngọn lửa ấm áp, dịu nhẹ, mang đến cảm giác bình yên, thư thái, mà khó có nguyên tố nào có thể làm được. Ngọn lửa này được mọi người sử dụng trong các dịp rước đèn, lễ hội hoa đăng, hoặc sưởi ấm và xua đuổi những điều phiền toái. Khi ở gần người có hệ mệnh đặc biệt này, ta không hề cảm thấy bỏng rát, chói chang như ngọn của mặt trời, thay vào đó là sự ấm áp, yên bình và gần gũi đến khó tả. Phú đăng hỏa hay phúc đăng hỏa là ngọn lửa của các loại đèn thắp sáng mà con người hay sử dụng. Chữ phúc trong Hán văn có ý nghĩa là sung mãn, đầy đủ, vui vẻ, may mắn. Chữ đăng nghĩa là ngọn đèn, chữ hỏa nghĩa là ngọn lửa. Dịch một cách chi tiết thì ngọn lửa ánh sáng mang lại niềm vui, may mắn, hạnh phúc phát ra từ chiếc đèn. Họ là những người có hướng tư duy, văn minh, suy nghĩ tích cực, tiến bộ, thông minh và có khả năng khai sáng. Vì thế, khi kết bạn, giao lưu, trao đổi với những người này, bạn sẽ học hỏi thêm được rất nhiều điều tốt và có lợi. Tuy nhiên, những người thuộc mệnh này lại có tính nóng nảy, nhưng lại rất nhiệt tình, tốt bụng, luôn làm điều thiện và thích giúp đỡ những người gặp khó khăn. Tuổi Ất Tỵ mang trong mình thuộc tính khai mở ánh sáng, soi tỏ, nên những người mệnh này làm công tác giáo dục, điều tra, khám phá, nghiên cứu khoa học thường có thành tựu cao. Một số người của mệnh này có thể trở thành một người nông dân kiểu mới trong thời đại, hay một người thợ có tay nghề chuyên môn cao. Đối với tiền bạc, thì tuổi Ất Tỵ gặp nhiều thuận lợi hơn. Những người mệnh nạp âm này không phải tiếp người đào hoa, bởi tuổi Ất Tỵ là dịch mã nên cuộc sống bận rộn. Thời trẻ họ ít có cơ hội tiếp cận đối tượng, thường là khi khá cứng tuổi, họ mới có những cơ hội tìm hiểu kết duyên. Sức mạnh của hỏa và năng lượng ấm áp, nên khi yêu họ nhiệt tình và dường như quên hết mọi việc còn dở, họ quan tâm chăm sóc nửa kia rất chu đáo. Không những thế, phúc đăng hỏa còn truyền năng lượng, cảm hứng cho đối tác trong công việc và cuộc sống. Phụ nữ tuổi Ất Tỵ thường trông thấy với hình ảnh tự tin, ung dung và thong thả trước mọi áp lực của cuộc sống. Người ta thường hiểu lầm đây là con người buông bỏ cuộc đời và sống không hề có kỷ luật. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của mọi người, nữ mệnh tuổi Ất Tỵ luôn cố gắng và nỗ lực không ngừng vì mục đích sống bản thân. Vấn đề về ngoại hình và thời trang được nữ mệnh tuổi Ất Tỵ đặt lên hàng đầu. Họ đặc biệt thích các đồ lấp lánh như kim cương, đá quý. Vì thế, tuổi Ất Tỵ nữ mệnh không phải là người thích hợp để quản lý tài chính, khi sẵn sàng vung tiền để mua những thứ mình muốn. Nam mệnh tuổi Ất Tỵ được mệnh danh là người bí ẩn nhất trong 12 con giáp, vì nam mệnh tuổi Ất Tỵ rất kiệm lời và tỏ ra khá thờ ơ với những điều diễn ra xung quanh mình. Thay vào đó, tuổi Ất Tỵ nam mệnh thường xuyên độc thoại với chính mình, tự xem mình cần gì, muốn gì và giải quyết nhu cầu bản thân trong tích tắc mà không cần sự trợ giúp. Người tuổi Ất Tỵ nam mệnh thường rất cố chấp và có lòng tự trọng cao ngút trời. Với tính tôn chi cao của mình, họ thà tin vào sự mù quáng của bản thân chứ không muốn nhận lời khuyên của bất kỳ ai. Mỗi giới tính khác nhau sẽ mang trong mình cung hành phong thủy riêng biệt. Chính vì thế mà đời sống của nam mệnh và nữ mệnh cùng một con giáp sẽ có một số đối lập nhất định. Nam Ất Tỵ 1965 thuộc cung Cấn, hành thổ. Người mang trong mình cung Cấn sẽ có tính cách điềm đạm, nhẫn nại, nhưng không kém phần quyết đoán và tự tin trong đời sống thường ngày. Nữ mệnh Ất Tỵ 1965 thuộc cung Đoài, hành kim nữ thuộc cung này sẽ rất tinh tế và trầm tính. Họ luôn quan sát mọi thứ xung quanh và đưa ra những nhận định khách quan của bản thân. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Theo tử vi tháng 4 âm lịch của tuổi Ất Tỵ cho thấy, vận trình của bản mệnh tháng này có tốt, có xấu. Bạn cần sẵn sàng tinh thần nắm bắt các cơ hội và chủ động trong việc giải quyết các rắc rối. Như vậy mới chứng minh được bản thân, tạo ấn tượng tốt với mọi người. Nguyệt lệnh đế vượng soi chiếu, con đường sự nghiệp của con giáp này có dấu hiệu phát triển rõ rệt. Bạn thể hiện được khả năng của mình khi hoàn thành tốt các nhiệm vụ khó, thậm chí còn là người dẫn đường cho cả tập thể. Hãy giữ vững phong độ của mình. Bạn có cơ hội được cất nhắc lên những vị trí cao hơn hoặc được giao cho nhiều trọng trách. Phương diện tài chính cũng có nhiều khởi sắc, những thành tích tốt trong công việc giúp bạn nhận được nhiều khoản hoa hồng, thưởng nóng, thậm chí có người còn được tăng lương, đảm bảo tương lai ổn định hơn. Với người làm kinh tế, bạn khẳng định được vị trí của mình trên thị trường, nên khách hàng ngày càng đông đúc,
không sợ đối thủ cạnh tranh. Tiếc rằng, phương diện tình cảm lại không được suôn sẻ như vậy. Có lẽ bạn quá bận rộn với công việc nên có phần thờ ơ với gia đình. Thêm vào đó, bạn còn thường xuyên đưa ra những yêu cầu vô lý, bắt nửa kia nghe theo, nên mối quan hệ vợ chồng có phần căng thẳng. Tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải nội dung chi tiết vận trình tử vi trên từng phương diện của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 4 âm lịch. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 4 âm lịch 2024. Căn cứ tử vi tháng 4 âm lịch của tuổi Ất Tỵ cho biết, nhiều cơ hội sự nghiệp sẽ đến với bản mệnh trong tháng này. Nhờ có sự hỗ trợ của cục diện nguyệt lệnh lâm đế vượng, hãy luôn sẵn sàng tinh thần phấn đấu, bạn sẽ chạm tay vào những cái đích mà mình đặt ra trước đó. Thời điểm này, bạn giữ được đầu óc tỉnh táo, nhanh nhẹ, nên thường đưa ra được những ý kiến đóng góp xác đáng, giúp tập thể giải quyết được nhiều khó khăn còn tồn tại. Thêm vào đó, con giáp này rất tự tin, sẵn sàng thể hiện bản lĩnh, nắm vai trò lãnh đạo, hướng dẫn mọi người, nên dần dần tạo được vị thế trong tập thể. Lãnh đạo có thể giao cho bạn những nhiệm vụ trọng đại hoặc cất nhắc thăng chức cho bạn. Vì thế, dù vất vả thì bạn cũng hãy không ngừng cố gắng, rồi công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Với người làm lãnh đạo, bạn thể hiện được tầm nhìn xa trông rộng và đưa ra những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể thoát khỏi lối mòn. Bạn cũng có cách hành xử đúng đắn, biết quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân viên, nên được nhiều người tôn trọng. Tuy nhiên, thái tuế hung tinh xuất hiện là dấu hiệu chứng tỏ những nguy cơ vẫn còn ẩn tàng. Bản mệnh làm việc gì cũng cần cẩn thận, không nên kiêu ngạo hoặc lơ là những chi tiết nhỏ, gây ảnh hưởng đến chất lượng của công việc. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, trong tháng 4 âm lịch 2024. Tháng 4 âm lịch này, tình hình tài chính của tuổi Ất Tỵ có những bước tiến tích cực, những gì bạn gặt hái được là thành quả cố gắng trong suốt một thời gian dài. Vì vậy, bản mệnh có thể an tâm tận hưởng và thưởng cho mình một món quà nào đó. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nên không thể thiếu các khoản thưởng nóng, hoa hồng, thậm chí có một số người còn được nhận quyết định thăng lương, nếu thấy tự tin vào thành tích và cống hiến của mình cho tập thể, con giáp này cũng có thể chủ động đề cập việc thăng chức, tăng lương với lãnh đạo. Với người làm kinh tế, bản mệnh khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, nên khách hàng đổ tới ngày càng đông đúc, bạn chỉ cần tập trung làm tốt trong lĩnh vực của mình, thì không sợ đối thủ chơi xấu, tiền bạc sẽ đổ vào túi bạn đều đều. Những người có ý định khởi nghiệp hoặc làm thêm các công việc tay trái cũng có thể bắt tay vào tiến hành ngay trong thời điểm này. Tất nhiên, bắt tay vào một công việc mới, bạn sẽ không tránh khỏi trắc trở. Song hãy kiên định và tin tưởng vào tương lai, công sức của bạn sẽ không uổng phí. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, trong tháng 4 âm lịch 2024. Tiếc rằng, phương diện tình cảm trong tháng 4 âm lịch này của người tuổi Ất Tỵ lại không được suôn sẻ như sự nghiệp. Có thể công việc quá bận rộn, bạn quá tập trung vào sự nghiệp, nên lơ là việc quan tâm đến một ai đó. Với những người đã lập gia đình, dù bận rộn đến mấy thì bạn cũng nên dành thời gian trò chuyện, quan tâm đến người thân. Đặc biệt, bản mệnh không nên dồn mọi trách nhiệm chăm sóc nhà cửa, còn kéo lên đầu người ấy. Nếu bận rộn quá đến mức không sắp xếp được thời gian, bạn nên chủ động trao đổi với người ấy, để vợ chồng thấu hiểu và giúp đỡ nhau. Ngoài ra, con giáp này cũng cần đặt bản thân mình vào vị trí của nửa kia, cho nên đưa ra những yêu cầu vô lý, bắt người ấy phải nghe theo. Nhiều khi những điều bạn cho là đúng chưa chắc đã phù hợp với thực tế, chưa chắc đã là tốt nhất cho người nhà. Người độc thân có vẻ quan tâm đến sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân hơn là xây dựng quan hệ với một người nào đó. Chính vì vậy mà bạn khá thờ ơ trong việc trò chuyện, tiếp xúc với người khác giới. Tuy nhiên, bạn cần chú ý hơn khi hành xử với mọi người, chớ đưa ra những lời từ chối quá phũ phàng hoặc cố tình làm ngơ đối phương. Bạn cần tìm ra cách hành xử tế nhị hơn, đừng làm tổn thương những người chân thành với mình. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, trong tháng 4 âm lịch 2024. Tháng 4 âm lịch này, người tuổi Ất Tỵ không gặp phải vấn đề sức khỏe đáng kể nào. Bạn duy trì được tinh thần tích cực, hăng hái, nên luôn sẵn sàng bắt tay vào làm mọi việc, thậm chí còn truyền cảm hứng được cho mọi người xung quanh. Hãy duy trì thói quen tập thể dục thể thao, sinh hoạt điều độ, ăn uống lành mạnh, bản mệnh sẽ luôn có sức khỏe để làm mọi điều mình mong muốn. Thái tuế khuyên bản mệnh, nếu có việc cần phải đi xa, thì bạn nên chú ý an toàn giao thông,
Để tránh những tai nạn bất ngờ, hãy tuân thủ luật lệ và tránh điều khiển phương tiện khi đang mệt mỏi, thiếu tỉnh táo. Sau đây sẽ là vận trình tử vi từng tuần của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Xem tử vi tuần 1 tháng 4 âm lịch của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Tuần này đem lại khá nhiều điều may mắn cho người tuổi Ất Tỵ trên mọi phương diện cuộc sống. Bản mệnh nên nhanh chóng nắm bắt các cơ hội đến với mình nếu muốn cuộc sống bước sang trang mới. Nếu bạn có thể nắm bắt được thời điểm thích hợp để khẳng định bản thân, thì khả năng được cân nhắc là rất cao. Tam hội chiếu mệnh, các mối quan hệ xã giao thuận lợi, giúp bản mệnh gặp gỡ được quý nhân, thậm chí đối phương còn là người bạn đã quen biết từ trước đó. Người này sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội công việc rất triển vọng. Nếu dám nắm bắt và chịu bỏ công bỏ sức làm việc, thì ắt gặt hái được thành công. Người tuổi này cũng dần dần tìm ra định hướng công việc cho mình. Nhờ đó, bạn không còn cố gắng một cách vô mục đích nữa, cũng nhờ việc xác định rõ ràng mục tiêu. Bạn làm gì cũng thấy hăng hái và tích cực hơn, đồng thời thấy rõ hiệu quả trong những việc mình làm. Tuần này, người tuổi Ất Tỵ cũng không cần phải lo lắng nhiều về tình hình tài chính. Nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt, bạn chỉ cần nhanh chóng nắm bắt và cố gắng đến cùng, thì ắt thu được tiền về đầy túi. Tam hợp xuất hiện, con giáp này sẽ không gặp phải sự cạnh tranh quá gay gắt trong tuần này. Thậm chí dù có đối thủ, thì họ cũng là người thúc đẩy bạn phát triển mạnh mẽ hơn. Thêm vào đó, nhờ mối quan hệ xã giao hài hòa mà bạn dễ được giới thiệu cho những cơ hội kinh doanh hoặc định hướng chính xác, khiến bạn không cần phải tốn quá nhiều công sức mà vẫn có thể kiếm về nguồn lợi nhuận ổn định. Với người làm buôn bán nhỏ lẻ, bản mệnh gây ấn tượng tốt với khách hàng nhờ giữ được chữ tín cũng như khả năng giao tiếp khéo léo. Ai từng mua hàng của bạn cũng đều cảm thấy hài lòng và sẵn sàng quay lại vào những lần sau. Người làm công ăn lương được lâm quang giúp đỡ, con giáp này khẳng định được giá trị của bản thân trong tập thể, nên được cấp trên đánh giá rất cao, khả năng thăng chức, tăng lương trong tuần này khá cao, vì thế mà túi tiền của bạn sẽ luôn rủng rỉnh. Đường tình duyên của người tuổi Ất Tỵ tuần này cực kỳ hanh thông, bởi bạn được rất nhiều cát tinh chủ đào hoa chiếu mệnh, thậm chí bản mệnh không cần phải chủ động cũng sẽ có người đến làm quen, xây dựng quan hệ với bạn. Bạn thường được người thân thiết giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng, bạn và đối phương có thể thử trò chuyện cởi mở với nhau, rất có thể bạn sẽ nhận ra hai người có nhiều điểm chung. Cát tinh Thái Dương và Thiên Diêu xuất hiện trong tuần này, tự bản thân bạn cũng rất tỏa sáng, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Tất nhiên, đào hoa là dấu hiệu tốt đẹp, dự báo cơ hội thoát cảnh độc thân, song bạn đừng vì thế mà trở nên trăng hoa, giữ quan hệ mập mờ với quá nhiều người một lúc. Với người đã có gia đình, thì bạn lại cần chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, chớ nên buông thả theo những thú vui nhất thời. Trước khi làm việc gì, con giáp này cần cân nhắc đến gia đình, người thân, thậm chí là cả sự nghiệp và danh tiếng của mình. Đừng để những điều mình tốn công xây đắp suốt khoảng thời gian vừa qua trở nên uổng phí. Ngược lại, bạn nên có cách tận dụng các mối quan hệ trên để họ giúp ích cho mình, khiến sự nghiệp càng thêm phần hanh thông. Tuần này, vấn đề sức khỏe cũng không có gì đáng lo. Bản mệnh có một cơ thể khỏe mạnh, cũng như tâm lý lạc quan, tích cực. Vì vậy mà bạn luôn sẵn sàng tham gia vào các hoạt động đối diện với các thử thách. Tuần này bản mệnh có thể sẽ phải tham gia vào nhiều hoạt động xã giao. Vì thế, hãy luôn nhắc nhở bản thân hạn chế uống rượu bia, ít ăn đồ ăn có nhiều dầu mỡ, không điều khiển các phương tiện giao thông khi không tỉnh táo để tránh những sự cố đáng tiếc. Tử vi tuần 2 tháng 4 âm lịch của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Con đường sự nghiệp của người tuổi Ất Tỵ tuần này rộng mở, thênh thang, bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, cũng được mọi người giúp đỡ. Chính nhờ vậy mà bạn càng lúc càng tự tin, sẵn sàng hiện thực hóa các kế hoạch của mình. Dưới sự chỉ dẫn của tam hợp quý nhân có thể xuất hiện vào đúng lúc bạn cần nhất, những người đang mơ hồ đánh mất định hướng của mình sẽ kịp thời nhận được những lời khuyên hữu ích. Những người chập chững bước chân vào một lĩnh vực mới sẽ nhận được sự chỉ bảo, hướng dẫn của quý nhân, từ đó hiểu được việc mình cần làm và phải làm là gì. Trên thực tế, con giáp này vốn là một người có năng lực, cát tinh chỉ là yếu tố thúc đẩy giúp bạn nhanh chóng khẳng định bản lĩnh của mình hơn mà thôi. Khi được cấp trên giao cho những công việc khó, bạn chớ chùng lòng hoặc tìm cách từ chối, hãy dũng cảm thử sức, bạn sẽ phát hiện ra tiềm năng của bản thân, thậm chí mở ra một hướng đi mới cho sự nghiệp của mình. Lại thêm sự xuất hiện của nguyệt lệnh lâm quang và các tinh thiên vũ, con đường sự nghiệp của bản mệnh tuần này càng có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt, bạn có thể gặt hái được những thành quả xứng đáng. Cốt là bạn sẵn sàng bỏ công bỏ sức ra làm việc,
không ngại đứng trước thử thách khó khăn. Tuần này, dưới sự thúc đẩy của tam hội, người tuổi Ất Tỵ không ngại ngừng thử thách bản thân, thậm chí dám dấn thân vào những con đường mới mà chưa ai mở lối. Vì thế, bạn có thể kiếm được một khoản lời lãi kha khá. Bản mệnh không chỉ làm giàu cho chính bản thân, mà còn làm giàu cho tập thể, cho những người theo sau mình. Các mối quan hệ rộng rãi cũng giúp bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội kiếm tiền triển vọng. Nhờ có bản tính chính trực, đứng đắn, bạn nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng, đối tác, được mọi người yên tâm, tin tưởng và mong được hợp tác dài lâu. Thêm vào đó, các mối đầu tư trước đó của tuổi Ất Tỵ đang dần đem lại một nguồn thu ổn định. Điều đó khiến bạn ngày càng cảm thấy phấn chấn, lạc quan, tin tưởng hơn vào định hướng của mình. Khi cầm được đồng tiền trong tay, con giáp này cũng không ngay lập tức nghĩ tới việc hưởng thụ, tiêu xài lãng phí, mà sẽ nghĩ đến với việc tiếp tục đầu tư, khiến lãi mẹ đẻ lãi con, giúp cuộc sống gia đình thêm vững chắc, ổn định. Với người làm công ăn lương, lâm quan cho thấy, bạn có thể nhận được sự đánh giá cao của người làm lãnh đạo, dễ có cơ hội được cất nhắc tăng lương, thưởng nóng, thậm chí có người được trao cho vị trí cao hơn, xứng đáng với năng lực của mình. Tuần này, bạn có thể hào phóng thưởng cho bản thân một món quà mà không cần phải lo tốn kém. Tuần này được nhiều cát tinh chủ về đào hoa như Thái Dương, Thiên Diêu xuất hiện, khiến cho con đường tình duyên của người tuổi Ất Tỵ xuất hiện những điểm sáng đáng kể. Đặc biệt người độc thân có thể nhanh chóng tìm được người hợp ý. Người độc thân với tính tình cởi mở và những thành tích cao trong công việc rất dễ trở nên nổi bật trong mắt người khác giới. Không cần đến người thân quen giới thiệu, tự bạn cũng có thể gặp được những đối tượng khá triển vọng. Thông qua quá trình trò chuyện, trao đổi hoặc làm việc chung, bạn có thể tìm thấy tiếng nói chung với một người nào đó. Khi đôi bên đã trở nên gần gũi và hiểu hơn về nhau, thì việc phát triển mối quan hệ sẽ trở nên rất nhanh chóng. Bạn có thể mở ra một trang mới trong cuộc đời của mình. Tuy nhiên, việc đào hoa quá vượng lại đem tới nhiều rắc rối cho các cặp vợ chồng. Bạn cần phải chủ động giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Đừng nên giữ những tư tưởng ham vui, khiến nửa kia phải chịu tổn thương, đồng thời lại ảnh hưởng tới danh tiếng, hình ảnh của chính mình trong gia đình. Việc vợ chồng mâu thuẫn là lẽ thường, bạn cần phải có thái độ tích cực tháo gỡ, chứ nên bỏ mặc mọi chuyện, được đến đâu thì đến, rồi lại đi kể lể, tâm sự với người ngoài. Nếu trân trọng và yêu thương gia đình mình, thì bạn nên hạ cái tôi của mình xuống, có cái nhìn đa chiều hơn về mọi vấn đề. Như vậy, thì bạn sẽ phân biệt được rõ đúng sai trong sự việc. Sức khỏe của người tuổi Ất Tỵ không gặp phải vấn đề gì quá lớn trong tuần này. Bạn duy trì được tinh thần hăng hái, nguồn năng lượng dồi dào để bắt tay vào bất cứ công việc gì. Tuy nhiên, dù có hăng hái đến mấy, bản mệnh cũng cần nhắc nhở mình làm việc có kế hoạch, không nên cố gắng quá sức, kẻo sức khỏe suy giảm nhanh chóng, dễ mắc các căn bệnh vặt. Bên cạnh việc nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, bạn cũng chú ý đến việc rèn luyện sức khỏe. Hãy tích cực vận động tập thể dục thể thao để cơ thể luôn ở vào trạng thái linh hoạt, dồi vào sức sống, đồng thời tránh các bệnh như thoái hóa xương khớp, thừa cân. Tử vi tuần 3 tháng 4 âm lịch của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Trong tuần có Thái Dương cát tinh ghé thăm, phù trợ cho công việc của tuổi Ất Tỵ, bản mệnh có cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nếu ai biết chấp lấy cơ hội tốt này, thì việc thăng chức, tăng lương, nhận thưởng là việc hoàn toàn nằm trong tầm tay. Dường như khó khăn không thể trở thành vật cản của con giáp tuổi này. Khi bạn luôn biết làm chủ tình hình, hạn chế tối thiểu được rủi ro, tổn thất cho mọi người. Bản mệnh tìm thấy sự thoải mái, vui vẻ nơi công sở và cảm thấy rất quý mến những người làm cùng với mình, nên sẵn sàng tương tác với thái độ dân chủ. Việc chia sẻ tầm nhìn, kế hoạch có thể giúp nâng tâm trạng của bạn trở nên đầy hứng khởi. Có thể thấy niềm vui của con giáp này trong tuần còn đến từ việc sự nghiệp có những thành công giúp bạn được ghi nhận và khiến cho bạn trở nên tự tin hơn rất nhiều. Ngoài ra, có những người thực sự tài năng, khi có chút thử thách, lại là lúc họ thể hiện khả năng duy trì vị trí đứng đầu. Khi xử lý các vấn đề liên quan đến công việc, đồng nghiệp và cấp trên không ngại trao cho bạn những lời khen ngợi, khiến bạn cảm thấy rất hài lòng. Phần lớn thời gian, sự chú ý của tuổi Ất Tỵ có thể bị lấn át bởi các vấn đề cá nhân. Bạn cần giữ thái độ giao tiếp tích cực, hợp lý với những người xung quanh để tránh sự xáo trộn trong các mối quan hệ. Tuần này, tình hình tài chính của tuổi Ất Tỵ khá ổn định, không có gì phải lo nghĩ nhiều. Thế nhưng, nếu muốn lên kế hoạch cho cuộc sống giàu có, sung túc hơn, thì bạn phải làm khác đi. Bạn chẳng có được kết quả mới với cách làm cũ đâu. Liên quan đến chi phí và lợi nhuận, bạn có thể nhận được những kết quả khác nhau, tùy thuộc vào khả năng tính toán, suy nghĩ một cách khôn ngoan. Chỉ nhờ thế, bản mệnh mới có thể có được nguồn thu nhập tốt và có một cuộc sống ổn định.
thái độ thờ ơ với những cơ hội đầu tư của mọi người đang nói đến cũng không hẳn là điều tốt. Có thể vì bạn muốn an toàn, sợ bị lừa, nên cố gắng tránh xa. Thế nhưng, thái độ đúng ở đây là bạn cũng nên tìm hiểu. Hãy dành thời gian để khai thác thông tin về chúng, vì đó là cách để con giáp này gia tăng lượng kiến thức về tài chính cho mình. Ngược lại, với những ai bao lâu nay liều lĩnh đầu tư, thì nên chậm lại tiến trình của mình. Bạn cần phải hiểu mình đang làm gì trước khi bỏ tiền, vì thực ra việc đầu tư chưa bao giờ là việc dễ dàng. Cả tuần này, chuyện tình cảm của tuổi Ất Tỵ và một nửa của mình cũng chỉ ở mức trung bình. Khi hai người bắt đầu tạo ra khoảng cách trong giao tiếp, vì cuộc sống quá bận rộn, bạn đừng quên làm mới tình cảm bằng những cử chỉ yêu thương hay những buổi hẹn hò riêng tư nhé. Đừng vì mải mê với công việc mà bỏ bê thiếu sự quan tâm tới người ấy. Tốt nhất là nên thực hiện những lời hứa của mình để tránh thái độ thất vọng của nửa kia. Người độc thân vẫn đang rất kiên nhẫn trong việc kiếm tìm một nửa của mình. Dù chưa có dấu hiệu khả quan, nhưng bản mệnh khá lạc quan và luôn tin tưởng rằng có ngày sẽ gặp được người phù hợp với mình. Ngoài ra, mối quan hệ của tuổi Ất Tỵ với mọi người lúc này cũng khá tốt đẹp, khi các thành viên trong gia đình có thể sát cánh bên bạn trong những thời điểm bạn gặp căng thẳng, khó khăn, giúp bạn xử lý các vấn đề còn dang dở. Nhờ đó, những lo lắng của bạn sẽ giảm đi phần nào. Tuần này, người tuổi Ất Tỵ cần đặc biệt chú ý đến yếu tố sức khỏe, bởi tình hình có vẻ bất lợi cho bạn, nhất là những ai đang có bệnh thường xuyên phải dùng thuốc, ăn uống, nghỉ ngơi là vấn đề thực sự khó khăn đối với bạn. Lúc này, nguyện lệnh ở cung bệnh chỉ sự đau yếu, bệnh tật cho thấy bản mệnh đang cảm thấy buồn rầu vì bệnh tật. Bạn cần suy nghĩ lạc quan lên thì mới tìm ra được cách thoát khỏi tình trạng hiện tại. Có thể vì quá chăm chỉ làm việc mà bạn quên đi việc chăm sóc bản thân. Một số bệnh thông thường thể hiện bằng sự dễ nhiễm lạnh, sổ mũi, nhức đầu. Một khi mệt mỏi thì bạn càng khó ăn ngon, ngủ cũng chẳng thể nào yên. Do đó, con giáp này cần ăn uống theo chế độ phù hợp để giữ gìn vóc dáng và thể lực được tốt nhất. Đã đến lúc bản mệnh ưu tiên việc bồi bổ sức khỏe để cải thiện cuộc sống. Tử vi tuần 4 tháng 4 âm lịch của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Tuần này, nguyệt lệnh ở đất Việt, những kế hoạch trong công việc của tuổi Ất Tỵ bị trì trệ, bản mệnh khó có thể thực hiện được mọi chuyện đúng theo ý muốn của mình. Tình hình biến động liên tục khiến cho bạn trở tay không kịp. Có nhiều vấn đề chưa kịp giải quyết thì đã phát sinh nghiêm trọng hơn, dễ gây ra sự cố bất ngờ. Con giáp này còn gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đối thủ, cạm bẫy khắp nơi, khiến cho tuổi Ất Tỵ đôi khi chán nản chỉ muốn buông xuôi. Bạn cảm thấy con đường phía trước trở nên mờ mịt, chẳng biết được đâu mới là hướng đi đúng đắn. Dù được Thái Dương cát tinh trợ mệnh, nhưng cũng chỉ giúp cho khó khăn giảm bớt phần nào, chứ chưa thể tan biến hẳn. Công danh, sự nghiệp bị cản trở. Suy nghĩ tiêu cực bi quan sẽ khiến cho tuổi Ất Tỵ dễ đánh mất đi quyết tâm của mình. Có thể một bước vấp ngã là chẳng thể đứng dậy được, cần tự sốc dậy tinh thần cho mình trước khi quá muộn. Xét về tài vận tuần này, tuổi Ất Tỵ khó mà có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, khi mà công việc của bản mệnh đang khá bấp bênh, chưa tìm được điểm đột phá. Con giáp này có khi đang trên đà tiến bước, sắp được nhận thành quả do công sức mình bỏ ra, thì lại bị hớt tay trên. Các mối quan hệ xã giao ở thời điểm hiện tại cũng không được tốt, nên chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận chứ chẳng thể kêu ai. Tiền bạc kiếm được trong tuần ít ỏi, thường phải giành giật, bon chen vất vả mới thu được tiền về tay. Vì thế mà bản mệnh nên học cách tiết kiệm, chớ chi tiêu hoang phí quá mức. Trong tuần có Thái Dương cát tinh nhập mệnh, quý nhân mang may mắn tới cho con giáp này, thường sẽ là nam mệnh lớn tuổi, nên lưu ý điểm này để không lỡ mất thời cơ gặp gỡ quý nhân. Thiên diêu nhập cục. Cát tinh này là điểm báo cho thấy đây là một tuần rực rỡ về tình cảm sắp tới với tuổi Ất Tỵ. Trong tuần, bản mệnh sẽ cảm nhận được sự chuyển biến rõ rệt trong vận trình tình duyên của mình. Mặc dù công danh, tài lộc không được như ý, nhưng lại có chỗ dựa về tình cảm. Điều này giúp bạn không quá bi quan, chán nản khi mà liên tiếp vấp phải thất bại ngoài ý muốn. Người ấy sẽ là hậu phương vững chắc, luôn chờ đón bạn mỗi ngày. Bản mệnh thực sự trân trọng người chấp nhận ở bên mình khi khó khăn, càng dồn hết tình cảm cho đối phương. Mối quan hệ vì thế mà nâng cấp nhanh chóng. Người độc thân có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen, kết bạn với người khác giới. Có thể sự bí ẩn sẽ là nét quyến rũ riêng của bạn và thu hút thêm sự chú ý của những người xung quanh. Nam mệnh được Thái Dương trợ mệnh, nên đường tình duyên cũng đào hoa hơn, có thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc về tình cảm. Sức khỏe của tuổi Ất Tỵ trong tuần này không có nhiều điều đáng phải lo ngại, nhưng nhắc nhở bản mệnh nên nghĩ thoáng hơn cho mọi vấn đề, chớ làm mình căng thẳng quá mức. Hãy chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, năng nói chuyện,
tâm sự, chia sẻ với mọi người để giải tỏa những áp lực mình đang phải gánh chịu. Tiếp theo là cẩm nang vượng vận cho tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, trong tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Khẩu quyết: tài chính khởi sắc, buôn may bán đắt, có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Quý nhân: tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tiểu nhân: tuổi Dậu, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: màu tím, màu hồng. Con số may mắn: 27, 75 và 48. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 4 âm lịch năm 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.